Tuyên Vũ Audio xin kính chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng đẩy mới, dòng đẩy ADF Pro Show. Con này có mã là A4900 các bác nhé. Đấy, con đẩy này 4 kênh, nhìn mặt trước màu xanh rất là đẹp. Con này có 4 cái quạt các bác nhé. Quạt ở hai quạt ở đằng trước này, hai quạt ở đằng sau, mà nó tự động nếu mà lúc nào mà cái bảng mạch nó chạy nó nóng thì là cái quạt nó sẽ hoạt động, còn lúc nào mà nó quạt mát rồi thì là cái quạt nó sẽ dừng. Và em cũng đã tháo sẵn con đẩy này ra rồi, và bây giờ em sẽ bật nắp lên cho các bác ngó qua bên trong ruột rồi nhé. Đây là bên trong ruột nó ạ. Cái cục đồng, quần đồng này rất là to. Quần đồng này nó rơi vào tầm khoảng độ 24 cm các bạn ạ. Đây để em bò bên này nó, các bạn nhìn rõ không? Đây 24 cm. Và con này là 56 sò các bạn nhé. Đấy, các bác ngắm qua ruột nó đẹp lung linh luôn, và con này rất là khỏe. Đây các bác xem, nó có 4 cái quạt gió ở đây ạ. Đây, 4 quạt gió ở 4 góc. Đấy. Và nó sẽ tự động hoạt động. Ở đây các bác xem con tụ nó rất là nhiều. Mỗi bên 8 tụ rất là to. Và con này rất là khỏe. Con này em đang cho đánh 2 đôi DMX. Vâng kia, 2 đôi DMX. Và đang đánh kèm vào đây là một con Vancouver TF6. Vâng thì em sẽ mở to lên, mở nhạc to lên một xíu nữa cho các bác nghe và đánh giá cái tiếng của nó nhé. Tiếng con này rất là sạch và rất là khỏe. Con này tiếng rất sạch, rất khỏe. Nghe thử một đoạn nhạc của chiếc ADF A4900 này rồi, và em sẽ giới thiệu qua một chút về cái mặt sau của nó các bác nhé. Đây, hiện tại bây giờ em đang đánh qua con Vancouver, cho nên là em sẽ đánh dây kiểu này. Và đây, cái chiếc đẩy này á, là ở đằng sau nó có cả núm vặn lẫn đầu lẫn cái cổng cắm răng new trick này, nó rất là tiện. Nếu mà các bác mà không muốn đánh qua dây như này thì các bác chỉ việc cắm đầu new trick vào là ok.
Và hiện tại như bây giờ em cũng đang đánh hai đầu rắc new trick đây bên này nữa. Hai đầu rắc new trick đánh hai loa và hai loa thì em sẽ đánh bằng dây như này để cho các bác nhìn nó rõ hơn. Và ở bên dưới này thì là cũng như những cái chiếc đẩy khác nó thiết kế thì là nó cũng đều có sitte ở giữa này, gạt sang là paranel này, và gạt sang nữa thì là bright này. Đấy, sitte là mình đánh hai loa riêng biệt, còn bright là mình sẽ đánh 2.1. Và chủ yếu là mình đánh công suất. Nếu mà ở trong một phòng mà mình muốn đánh chập hai kênh đỏ thì là mình sẽ gạt prime thì là nó sẽ đánh ra hai đỏ để cho mình đấu hai đỏ để cho đánh chầm nó sẽ rất là khỏe. Đấy, cả hai bên đều có như vậy. Và ở đây nó sẽ là cái núm gạt 1.44, 1. và 0.775, và nếu mà thường thường thì chúng ta sẽ gạt vì 0.775 thì đánh nó rất là khỏe. Và đây thì là cái quạt gió, em mở cái công suất nó bé cho nên là cái quạt gió nó sẽ tự động nó ngừng hoạt động đấy, rất là thông minh. Đấy, lúc nóng thì là nó sẽ tự động hoạt động, và lúc mà quạt gió nó là mát rồi thì là nó sẽ tự động ngắt đi. ADF Pro Show có mã là A4900, và em cũng đã cho các bạn nghe thử một đoạn nhạc rất là trong trẻo, rất là khỏe và đánh tiếng rất là hay. Và em cũng đã mở cái nồi thắt ra cho các bác chiêm ngưỡng, và mọi chi tiết các bác xin vui lòng liên hệ về số 0978 503 822 để được tư vấn trực tiếp. Vâng, em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video nhé. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ bên Tuyên Vũ Audio chúng em nhé.